Xin chào các bạn. Lâu rồi mình không ra video thì ở trong video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một ngày làm việc của mình nó như thế nào. Công việc của mình bắt đầu từ 4 giờ chiều, thế nên là mình phải sớm khoảng 30 phút đạp xe từ nhà tới chỗ làm việc. Thời tiết hôm nay cũng không được đẹp cho lắm. Nói chung công việc cũng không có gì khó khăn. Nó cũng giống như những công việc chân tay bồi bàn, nấu ăn dọn dẹp ở Việt Nam vậy. Hiện tại mình đang đi trên đường tới chỗ làm việc. Ok, đến nơi rồi. Phía bên kia là cô Shushu, ông ấy làm việc cùng mình. Công việc ở đây của mình bao gồm có đầu giờ xếp bàn ghế, chuẩn bị đồ đạc, bát đũa cũng như chuẩn bị thực đơn cho khách. Trong giờ làm thì mình khá là bận rộn nên mình không thể quay lại được cho các bạn xem, nhưng đại loại công việc của mình xoay quanh cái khu vực này: nấu ăn, dọn dẹp, tính tiền cho khách. Được cái ở đây có ông chú làm cùng cũng tốt bụng nên mình cũng có thêm động lực đi làm. Đến khoảng cuối giờ 10 giờ tối, khi khách không còn nhiều nữa thì mình có khoảng 5 đến 10 phút để ăn và vào làm việc tiếp. Mỗi ngày ông chú cua thường cho mình một túi hoa quả nhỏ mỗi khi tan ca. Tới khoảng 2 giờ đêm thì mình đạp xe quay trở về phòng và nghỉ ngơi, tắm rửa, đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mới. Broken. It's the feeling that you get when you burn out in LA. Trying to chase a dream, but you're bleeding for a cheap minimum wage. Yeah, I'm sinking in my chest, but I tell my friends I'm okay. I'm okay. Not the type, to cry, I'd rather hide. Instead of show you what I'm feeling. But I won't lie to you tonight, I'm numb inside. Wanna give it up, sick of living what I can't control. Oh, the minute I